Alo, chào các em. Chúng ta chuyển sang chương 5. Trước khi chúng ta bắt đầu cái phần hợp ngữ thì chúng ta sẽ nhắc lại về cách biểu diễn thông tin ở trong máy tính dưới hai cái dạng số mà các em rất là quen thuộc, đó là số dị phân. Một số cái thông tin liên quan về các cái biểu diễn số dị phân. Và chúng ta sẽ nói về một cái loại định dạng mà các em chưa gặp bao giờ, đó là số thực dấu chấm động trong cái bài hôm nay. Và theo như kế hoạch đó thì trong bài hôm nay á, trong cái bài số 5 đây thì chúng ta, đây tôi có ghi hai phần chính, đó là số nhị phân nè nha, và biểu diễn dữ liệu. Thực ra cái cách biểu diễn dữ liệu này đó thì nó liên quan đến chúng ta sẽ trình bày ở khía cạnh là cái biểu diễn này nó dùng ở trong hợp ngữ thôi, chứ chúng về cái cách biểu diễn dữ liệu mà ở trong ngôn ngữ cấp cao thì các em đã biết là nó rất là đa dạng. Nó là số thì có số nguyên, số thực, rồi chuỗi, mảng, vân vân. Trong hợp ngữ thì nó chỉ có số, trong hội chỉ có số thôi. Và để thuận tiện cho người lập trình thì chúng ta có thêm cái ký tự nha, ký tự. Còn chuỗi ký tự thực ra nó là một dãy các cái ký tự liên tiếp nhau thôi, và nó không có cái định nghĩa về chuỗi ở trong trong hợp ngữ. Và chúng ta sẽ nói nhiều về cái số thực dấu chấm động, là một cái cách biểu diễn rất là mới đối với các em. Và theo như tiến độ đó thì trong này thì chúng ta sẽ có cái phần gọi là hướng dẫn sử dụng GDB. Thì nếu mà chúng ta còn thời gian thì chúng ta sẽ nói, còn nếu không thì cái phần hướng dẫn GDB tutorial này thì có thể là chúng ta sẽ hướng dẫn ở trên lớp. Rồi, bây giờ chúng ta nói về cái phần thứ nhất là phần số nhị phân, binary number. Trong cái phần số nhị phân này đó, thực ra số nhị phân là gì thì chúng ta không nhắc lại nữa. Rồi cái cách chuyển đổi từ số hệ đếm này sang hệ đếm kia thì nó cũng rất là quen thuộc đối với các em rồi. Ở đây chúng ta chỉ trình bày những cái khía cạnh quan trọng thôi, những cái vấn đề quan trọng cần nhắc đến, vì nó liên quan đến cái kiến thức phía sau thì chúng ta nhắc thôi, chứ còn chúng ta sẽ không đi quá chi tiết về cái phần này. Cái vấn đề thứ nhất mà chúng ta cần nhắc lại đó là về bit MSB và bit LSB. LSB và MSB. Thì khi mà tôi có một cái số nhị phân như thế này, số nhị phân 8 bit nha, ví dụ là số nhị phân 8 bit. Thì chúng ta đã biết là con số này khi mà chúng ta đổi ra số thập phân á, thì chúng ta sẽ phải nhân nó với, chúng ta phải nhân nó với hai mũ của hàng của cái cột tương ứng. Thí dụ cái hàng này chẳng hạn, cái cột này chẳng hạn, thì chúng ta phải nhân với hai mũ 0, ở đây nhân với hai mũ 1. Ở đây thì chúng ta nhân với hai mũ 2, rồi hai mũ 4, hai mũ 8, hai mũ 3 chứ. Hai mũ 5, hai mũ 6, hai mũ 7. Thì nếu mà chúng ta đổi ra số thì nó sẽ có giá trị là 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Thì cái con số này chúng ta còn gọi bằng một cái tên, đó là trọng số. Trọng số. Weight. Độ lớn của cái hàng đó. Độ lớn của hàng đó. Thí dụ tôi cần tính giá trị thập phân của con số này chẳng hạn. Giá trị thập phân của con số này. Thì tôi sẽ lấy cái gì? Tôi sẽ lấy những cái hàng nào mà có bit 1, lấy trọng số đó cộng lại thôi. Tức là trong trường hợp này là chúng ta sẽ lấy 128 này. Chúng ta cộng với 16. Cộng với 8. Cộng với 2. Chỗ này là 10 nè. Ở đây là 26. Bằng 128 cộng 26, 4, 5. Như vậy tức là cái con số này giá trị thập phân là 154. Đó. Nhắc lại về cái cách đổi thôi, để chúng ta nhớ lại cho nó nhanh.
154. Thì trong cái con số dị phân này, trong con số dị phân ở đây, cái bit này, cái bit ở vị trí này, khi mà mình tính giá trị của con số dị phân thì cái bit ở vị trí này, này. Bit ở vị trí này nó có độ lớn nha, độ lớn là 2 mũ 0, tức là 1. À, cho nên cái bit này chúng ta còn gọi là bit LSB, tức là least significant là bit có ý nghĩa thấp nhất. Bit có ý nghĩa thấp nhất, nó giống như hàng đơn vị trong một con số thập phân. Bit có ý nghĩa thấp nhất. Và tương tự như vậy, chúng ta mới xét con số phía bên tay phải này. Cái bit ở phía bên tay phải này, là cái bit này chúng ta gọi là bit MSB, là most significant. Tại vì sao? Vì cái giá trị của một con số này nè, thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái bit này. Cái bit này chỉ cần nó lên một thôi thì giá trị nó tăng tăng 128 đơn vị. Tức là nó đóng vai trò là một con số rất là lớn ở trong cái toàn bộ cái giá trị 8 bit này. Đóng vai trò lớn trong con số 8 bit ở đây. Chính vì vậy nên chúng ta gọi nó là số MSB. Rồi, đó là LSB và MSB. Bây giờ chúng ta nhắc lại về binary fraction. Thứ hai, binary fraction. Cái phần này chúng ta muốn nói rằng là gì? À, chúng ta muốn nói rằng là con số nhị phân á, khi mà chúng ta cần viết cái phần thập phân, tức là cái phần sau dấu chấm, thì mình sẽ viết nó như thế nào? À, thí dụ như chúng ta từ trước giờ mình thường hay đổi một con số sang dạng từ thập phân sang nhị phân, thí dụ 14, chúng ta đổi ra thì nó là 1 1 1 0. À, cái chuyện này chúng ta đã biết cách làm rồi. À, hoặc là số 130 chẳng hạn, tôi lấy ví dụ, tôi cần biểu diễn con số này dưới dạng nhị phân, thì bây giờ tôi sẽ đổi để chúng ta nhớ lại cái cách làm nha. Là thì chúng ta dựa vào cái quy định trọng số này, này để chúng ta làm, chúng ta trừ trọng số nha. Thì chúng ta lấy con số này, chúng ta trừ dần cho các trọng số này, trừ trọng số nào được thì cái hàng đó nó sẽ có bit là một. Thế đầu tiên tôi trừ 128, tôi thấy 130 mà trừ 128 thì tôi trừ trừ được, cho nên là cái bit 128 sẽ là một. Và chúng ta biết là 130 thì bằng 128 cộng 1, cho nên là các cái bit ở đây nó sẽ bằng 0. À, bit 8 là bằng 0, 4 bằng 0, 2 là bằng 1. Tại vì 128, ở đây 128 cộng với 2 là 130. Đó, cho nên con số 130 sẽ là như thế. Đó. Bây giờ câu hỏi đặt ra là nếu như tôi có con số là 13 chấm 625 thì chúng ta viết dưới dạng nhị phân, tức là biểu diễn cả cái phần sau dấu chấm thập phân này, thì biểu diễn như thế nào cho nó đúng, và biểu diễn như thế nào đây? Thì chúng ta biết là cái con số, một cái con số thập nhị phân á, cái trọng số của nó, nếu mà xét về trọng số nhé, thì tôi bây giờ tôi chịu khó tôi viết lại trọng số này, thì tôi thấy nó là gì, là 128 nhé, 64, 32 nè, 16, 8, 4, 2, 1. Đúng không? Thì cái này là 2 mũ 0 đây. Chỗ này là 2 mũ 0, 2 mũ 1. Như vậy nếu mà xét theo cái vị trí thì chỗ này nó sẽ là gì? Chỗ này sẽ là 2 mũ trừ 1. 0,5. Trọng số nha, xét về trọng số. Ở đây là 2 mũ trừ 2.
cho nên là không phẩy, tức là một phần tư, một phần tư thì là không phẩy một, không phẩy 25. Rồi kế tiếp là 2 mũ trừ 3 thì đây sẽ là 0,125. Bây giờ con số của mình á là số 13.125.625 đúng không? Tức là cái dấu chấm là nằm ở đây. Chấm nằm chỗ này. Nha. 625 thì chúng ta thấy là 0,5 cộng với 0,125 thì là 0,625. Cho nên bit này lên 1, bit này là 1. Còn cái phần này thì chúng ta biểu diễn bình thường, tức 13 thì ta thấy là gì? 13 tức là 12 cộng 1, tức là bit này cộng bit này cộng bit này, như vậy chỗ này là 1 0 1 1 nhân 13. Còn tất cả các bit này là 0. Đó là cái phần fraction đó, binary fraction thì chúng ta cũng tính theo cái kiểu trọng số như thế này. Tuy nhiên nếu như con số đó dài thì cái cách tính mà như là tính cụ thể là như thế nào thì chúng ta có thể xem ở trong cái cách tính ở trong cái slide của tôi đây. Binary fraction. Rồi. Bây giờ chúng ta coi nếu mà chúng ta có một con số ở đây thì chúng ta sẽ tính là gì? Cái phần ở đây đúng con số mà tôi viết đây, 13.625 thì cái phần nguyên đó là 13, phần nguyên là 13 nha, phần nguyên 13 thì chúng ta viết là 1101 đây. Ồ, không, tôi viết sai. 13 tới là, xin lỗi, 13 tới là 12 cộng với 1, ở đây tôi viết nhầm này, 12 cộng 13 nha. Rồi phần thập phân thì là 0,625 đây. Thì các em coi 0,625 mà chúng ta đổi á, 0,625 nha. Thì cách làm là gì? Chúng ta lấy cái số này, chúng ta nhân nhân dần với 2 cho đến khi nào mà cái phần fraction này nó bằng 0 ta dừng lại. Cái 0,625 ta nhân 2 là 1,25. Chúng ta viết cái phần nguyên ở đây, viết lại phần thập phân. Phần thập phân này chưa bằng 0 cho nên là tôi sẽ nhân nó với 2. 0,5 nhân 0,25 nhân 2 là 0,25. Như vậy là phần nguyên là bằng 0 và phần thập phân là 0,5. Cái này tôi lại nhân với 2 nữa thì ra 1. Thì đến lúc này là chúng ta kết thúc này. Phần fraction là bằng 0. Như vậy thì con số này chúng ta sẽ viết từ trên xuống dưới là 101. Cho nên là cả hai phần ghép lại thì sẽ là như thế này. Là cái cách mà chúng ta viết con số binary fraction. Thì đó là cách để ta nhắc lại thôi. Thì cái công thức này mình sẽ dùng lại trong cái phần biểu diễn số thực dưới chấm đầu. Sang nội dung kế tiếp đó là số nhị phân mà có dấu. Tức là bây giờ chúng ta nói là bây giờ một con số nhị phân thì cái dấu nó biểu diễn như thế nào? Biểu diễn số nhị phân có dấu như thế nào? Thì cái nguyên tắc là người ta sẽ dùng cái bit cao nhất này. Dùng bit cao nhất ở đây làm bit dấu nha, tức là MSB là bit dấu. Thì MSB mà bằng 0 á, tức là số dương, và MSB bằng 1 là số âm. Như vậy tức là tôi chỉ cần nhìn vào con số thôi thì tôi sẽ biết được là con số đó là dương hay âm. Thí dụ như là con số là 0 0 0 0 1 0 0 1 chẳng hạn. Đó, tôi chưa biết con số này là bao nhiêu. Tuy nhiên là cái bit này và 0, như vậy số này là số dương. Đó. Và con số này thì nó là số số âm. Như vậy có đơn thuần là chúng ta lấy một con số, chúng ta tính cái giá trị của nó, rồi nếu thấy cái này là chúng ta đưa dấu cộng, còn tính giá trị này nếu thấy này là một đưa dấu trừ hay không, thì câu trả lời là không. Để biểu diễn cái số âm á, thì trong 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 ở đây người ta dùng cái nguyên tắc biểu diễn bù 2
Số thì cái số bù 2 này được tính bằng cách là lấy số bù 1 cộng thêm với 1. Số bù 1 tức là sao? Số bù 1 có nghĩa là cái số bù 1 nha. Số lại số bù 2 nha, số bù 2 thì bằng số bù 1 cộng thêm với 1. Ta có thể xem cái hình này. Ví dụ đây là một con số, ta cho trước con số. Con số này nếu mà tôi đổi lật ngược tất cả các bit lại, 1 thành 0, 0 thành 1 thì ta thấy đây chính là số bù 1. Tức là bản chất là chúng ta dùng phép NOT. Ta dùng phép NOT thì chúng ta sẽ có bù 1, rất là đơn giản vậy thôi. Bây giờ một cái ví dụ khác nè. Chúng ta có số 1 đây, một số cho trước. Chúng ta lấy bù 1. Bây giờ tôi lấy bù 1 tôi cộng thêm với 1 thì tôi ra bù 2. Thì để tôi lấy một cái ví dụ để các em thấy dễ hơn. Thí dụ giờ tôi có số 5 chẳng hạn. Số 5. Số 5 nếu biểu diễn dưới dạng nhị phân á, thì chúng ta có giá trị là 4 bit nha, thì là như thế này. Đây là số 5. Nhưng nếu là 8 bit thì tôi phải thêm 4 bit không đằng trước nữa. Đó, số 5. Bây giờ muốn biểu diễn bù 1 tức là số trừ 5. Số trừ 5 là thì tôi phải làm như vậy. Đầu tiên là tôi tính bù 1 của số 5 này. Bù 1 số 5 thì tôi tính bằng cách là tôi đổi đổi tất cả các bit của số này. Như vậy nó sẽ trở thành là 1 1 1 1 1 0 1 0. Đây là số bù 1. Complements. Số bù 1. Xong rồi tôi cộng thêm với 1. Thì chúng ta có kết quả là thì con số này nè nó chính là trừ 5 và nó là số bù 2. Thì có thể là chúng ta hơi nghi ngờ, không biết có đúng là số này số bù 2 không? Có đúng là bù 2 không? Ta có thể kiểm tra lại nha. Đây 1, tất cả này là 1. 0 thì thành 1, 1 thành 0, 0 thành 1. Ta cộng với 1, 1. Bây giờ chúng ta thử lấy 5. Chúng ta cộng với trừ 5 xem nó ra bao nhiêu. Cộng lại. Ta thấy là 1 cộng 1 là 1, 0, 0 nhớ 1. À, chúng ta có 1 ta đem qua đây cộng với 1 thì thành là 0. Đem qua đây 1 thì nó tương tự như vậy. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có số nhớ đem qua bên này. Thì nếu kết quả cũng chứa trong số 8 bit thì rõ ràng là số này là số 0. Cái này là khi mà thực hiện cái phép tính này đó thì cái cờ nhớ nó sẽ bật lên. Nha, và cờ tràn cũng bật lên. Cờ tràn bật lên. Đấy thì nhìn kết quả ở đây là số 8 bit thì chúng ta thấy là không. Là không. Đó, 5 cộng với trừ 5 thì bằng 0 là đúng rồi. Đó, đó là số có dấu. Nha. Và ở đây chúng ta cũng như vậy, tức là mình có thể rút ra một cái điều là như vậy nè. Khi nhìn một con số thì mình chưa kết luận được đó là số dương hay số âm đâu, tùy thuộc vào cái con số đó chúng ta muốn nó là có dấu hay không dấu. Tôi lấy ví dụ ta nhìn con số 130 đây chẳng hạn. Con số 130 8 bit thì chúng nhìn như vậy. Thì con số này nếu mình coi nó là số có dấu, số không dấu thì nó là 130. Nha. Tuy nhiên nếu là số có dấu thì đây là con số âm nha, đây là con số âm và con số bù 1 của nó đó thì mình mới biết được là, xin lỗi, con số bù 2 của số này nè là số nào thì mới biết là con số chính xác con số này là số bao nhiêu nha. Đó là cũng như nhìn con số này, nhìn con số này nếu như không dấu thì là bao nhiêu, con số này nếu không dấu nha thì các em thấy là nếu như tất cả các bit này là một hết thì nó là 255. Đúng chưa? À, nhưng mà tôi có số 0 này nè, tôi trừ đi cái trọng số số này là nhiêu? Là 4. Nó trừ đi 4. Thì con số này là 251, 251. Nếu như tôi nhìn nó là số số không dấu. Số không dấu thì con số này là 251.
Tuy nhiên nếu là số có dấu thì là trừ 5. Đó, cho nên là do mình muốn cái con số đó là có dấu hay không dấu nha, mà chúng ta sẽ có cái giá trị tương ứng, chứ không có nghĩa là cái này là số âm thì chắc chắn là số âm. Đó. Đó là cái lưu ý hết sức quan trọng nha. Tức là trong ô nhớ thì nó chỉ có, trong ô nhớ thì chỉ có cái giá trị thôi. Còn chúng ta nhìn cái giá trị đó như thế nào thì nó tùy thuộc vào cái cách sử dụng của người lập trình. Nó cũng tương tự như là trong ngôn ngữ C, các em thấy thí dụ mình in viết một cái lệnh như thế này chẳng hạn. Viết cái lệnh này. Tức là chúng ta in cái biến C này ra. Nhưng mà chúng ta nhìn nó là một con số. Được không? Thì tôi giả sử nha, giả sử trong cái biến C này nó chứa giá trị là 65. Giá trị là 65. Thì khi tôi dùng cái format là phần trăm D á, nó sẽ xem cái giá trị 65 này là một con số, thì nó sẽ in ra màn hình giá trị 65. Tuy nhiên nếu chúng ta dùng cái format là phần trăm C nha, phần trăm C, thì có nghĩa là gì? Chúng ta bảo ngôn ngữ C là tôi muốn nhìn cái ô nhớ này như là ký tự, thì rõ ràng là 65 là mã của chữ chữ A, thì khi đó ngôn ngữ C sẽ in ra là đó. Cho nên là do cái cách nhìn của mình mà cái dữ liệu nó sẽ có cái thể hiện phù hợp thôi. Còn trong bộ nhớ thì nó vẫn chỉ là chúng ta sang khái niệm kế tiếp gọi là range extension. Range extension. Mở rộng phạm vi. Mở rộng phạm vi số. Thì cái mở rộng phạm vi số này nó là một cái nhu cầu thực tế mà trong khi chúng ta viết bằng ngôn ngữ cấp cao á, là các em đã từng gặp, nhưng có điều đó nó thực hiện một cách tự động cho mình. Nó thực hiện một cách tự động. Thì tôi lấy ví dụ như vậy. Lấy ví dụ như là chúng ta có cái lệnh là ta có khai báo nha. Ta khai báo là cha C bằng 65. In D bằng 100. Cha int A bằng 300. Sau chúng ta mới tính là int D bằng A cộng với C. Thì nếu mà thoạt nhìn á, nếu thoạt nhìn chúng ta thấy là A là kiểu in. In tức là 43. Nếu mà chúng ta đã rành về dữ liệu, chúng ta nhớ là D này là 43. Đúng không? Trong khi tra này chỉ có một byte thôi. Thành ra cái phép cộng này là báo lỗi, phải không? Nhưng mà thực ra nó không báo lỗi. Không báo lỗi. Tại vì cái A này đó thì nó là số và cái này cũng là số cho nó cộng được. Chỉ có điều là gì? Trong máy tính các em biết là CPU nó cộng thì hai số nó phải cùng kiểu. Cho nên khi mà chúng ta làm cái phép cộng này, thực ra là cái chương trình dịch nó đã phải ép kiểu tự động. Ép kiểu tự động tức là nó ép từ kiểu 413 này sang cái giá trị 43. Tất nhiên là cái phần cao nó sẽ bằng bằng các giá trị không. Tức là nó vẫn cộng được và cuối cùng chúng ta vẫn có cái giá trị là 300. 65. À, nhưng nó không báo lỗi đây nha, không báo lỗi đây mặc dù hai cái này nó khác kiểu. Thực ra thì nếu mà ghi đúng thì mình phải viết là gì? Mình phải viết là A cộng với chúng ta phải cast nha. Đó. Chúng ta phải viết như vậy là thì mới đúng. Đó. Nhưng mà cái này là mình làm tường minh, người ta gọi là cast. Time cast. Ép kiểu, ép từ C
từ từ giá trị ký tự byte sang một cái số nguyên 4 byte. À, thì nếu mà viết tường minh thì phải viết vậy. À, tuy nhiên là trong ngôn ngữ C thì nó tự động nó ép như thế này. Nha, để nó chuyển cho hai cái này cùng kiểu thì nó mới cộng được. Đó, thì đây rõ ràng chúng ta thấy là gì? Chúng ta có cái giá trị chỉ có 1 byte thôi. Nhưng mà bây giờ mình cần phải chuyển thành một cái số 4 byte. Giá trị nó không thay đổi nha, giá trị vẫn là 65, nhưng bây giờ nó chứa trong cái ô nhớ 4 byte, trong khi ban đầu thì nó chỉ là chứa trong 1 byte thôi. Đó, thì cái phép tính trong trường hợp này nè, nó là phép mở rộng giá trị ra. Tức là trong thực tế nó sẽ có cái chuyện là chúng ta có 1 byte thôi, giá trị chỉ chứa trong 1 byte, nó chỉ là 1 byte thôi, nhưng mà mình lại cần chứa trong một cái ô nhớ 16 bit 2 byte, hoặc thậm chí là chúng ta có 1 byte nhưng mà mình lại chứa trong cái ô nhớ 4 byte. Thì khi đó chúng ta phải ép kiểu nha, ép kiểu, phải gọi là phép range extension. Thì cái nguyên tắc để ép kiểu thì rất là đơn giản. Nghe thì thấy phức tạp, tức là mình mở rộng ra, tuy nhiên là không làm thay đổi giá trị. Không làm thay đổi giá trị. Thì cách làm rất đơn giản. Đây tôi lấy ví dụ nha. Đây là số 18. Và chúng ta dùng quy tắc bù 2 á, tính ra thì con số trừ 18 sẽ như thế này. Thì đối với số 18 thì cái bit MSB là 0. Còn số trừ 18 MSB là 1. Bây giờ tôi muốn mở rộng cái số có dấu số này thành giá trị lớn hơn. Thí dụ cái giá trị này 8 bit nhưng bây giờ tôi muốn mở thành 16 bit á, thì nguyên tắc rất đơn giản, chúng ta sẽ kéo dài cái bit MSB ra thành những cái bit cao để nó đủ số bit mà người ta cần thiết. Thí dụ trong trường hợp này chúng ta có là MSB là bit 0. Và bây giờ tôi muốn nó là 16 bit, vậy thì tôi kéo cái bit này ra, copy nó ra, thêm 8 bit nữa là 0, để đủ cái giá trị 16 bit. Thì ở đây chúng ta có 16 bit đây. Tương tự như vậy, đây là 1 nè. Tôi mở rộng nó ra, thì chúng ta kéo ra mở rộng. Thì số này là số trừ 18, 16 bit. Số này là 18, 16 bit. Nó quy tắc mở rộng thì nó rất đơn giản như vậy. Thì tất nhiên là đây là cái nguyên tắc để làm thôi, còn chúng ta không phải làm, sau này chúng ta sẽ có lệnh để làm. Nhưng mà khi các em làm cái lệnh thì chúng ta hiểu là về bản chất thì CPU nó phải làm cái thao tác như vậy.